Tại miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục ổn định trong khoảng 48 đến 50.000 đồng một kg, sau khi giảm 1.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc về mức là 49.000 đồng một kg. Các địa phương không ghi nhận sự biến động về giá. Mức giá cao nhất 50.000 đồng một kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Trong đó, hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận đang thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực là 51.000 đồng một kg. Mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng một kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng nhẹ một vài nơi, dao động trong khoảng 50 đến 52.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất là 52.000 đồng một kg được ghi nhận tại Vũng Tàu, Cà Mau, Đồng Nai và các tỉnh thành còn lại 50 đến 51.000 đồng một kg.